Chào các bạn, sau 3 đơn hàng gửi đóng gửi bưu phẩm thì bây giờ anh Phi sẽ test một cái đơn hàng không phải giao Ahamu mà là gọi là giao hàng tiện đường. Tại vì trưa nay anh Phi về tiện đường cho chị An ở đường Tôn Đức Thuyết. Bây giờ thì nè, đồ đạc cũng lịnh kỉnh các bạn. Sáng nay thì có vẻ nhắc lại thì có vẻ anh Phi khá là chậm. Tại vì mấy ngày nay không có làm cho nên cái độ nhường nhuyễn nó bị gọi là bị chậm lại. Cái lời nói của anh Huy nó cũng chậm, không những cái ý tưởng nó không có kết nối được các bạn. Các bạn có nói có chậm rì thì các bạn thông cảm nha. Đấy, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ khui ra như thế này. Trong cái xe thì nó có bộ phụ kiện như thế này, một cái viên pin nha, một viên pin, pin này pin to nha, pin dài nha. Cái viên này 3.7V nhưng mà nó dài tới 6.5cm là, cho nên cái hộp pin nó to hơn cái viên 5 chấm nha. Nó có một cái viên pin 5.5 chấm nữa chứ không phải 5.5 chấm. Nó có một cái cáp sạc và một ít đạn, đạn mẫu ở đây một số viên là ngâm to cỡ này thôi, các bạn đừng to hơn một chút xíu nữa anh Huy sẽ cho các bạn thấy. Nhưng với cái máy hiện tại của anh Huy á thì nó sẽ có một cái điều khó là khó quay được cái cảnh mà cái chiếc xe này nó bắn viên đạn ra lắm nha các bạn, khó quay lắm. Tại vì để quay được cái này á là phải quay bằng cái tính năng slow motion tầm cao. Slow motion tầm cao mới quay được nó. Còn slow motion tầm thường quay không nổi đâu, anh Phi đã từng thử rồi. Trên chiếc xe thì nó có hai phần như thế này. Một là chiếc xe này tạm gọi là xe tăng đi ha, xe tăng bánh ngang. Bánh này là bánh ngang nè, bánh cà na là nó chạy ngang được nè. Và một cái tay điều khiển ha, tay điều khiển. Bây giờ thì anh Phi sẽ lấy nó ra nha. Ở đây thì nó làm cũng khá là chỉnh chu á các bạn. Có ốc nhựa nè, nó định hình tay điều khiển nè. Rồi nó có thêm 4 con ốc nhựa định hình chiếc xe nữa. Nhìn cũng khá là chỉnh chu và đẹp nha. Nhưng mà trước khi lấy cái này ra, thường anh Phi sẽ đi một cái đường băng keo ngang như thế này. Để anh Phi giữ cái miếng giấy này nha. Tại vì cái miếng giấy này nó mất thì cũng không có vấn đề gì đâu các bạn. Nó bị rớt ra thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà nó làm cho cái miếng trong này không có được cứng thôi nha. Thì khi chị mua quà mà chị tặng sao, anh Phi không biết. Chẳng hạn như mua đồ chơi về chơi thì dễ rồi, tháo ra và các bạn không cần cái hộp. Nhưng khi mua quà để tặng thì nó sẽ phải ưu tiên cái hộp phải đủ đẹp nhá. Cho nên khi test hàng chúng ta sẽ phải rất là cân đối cái nhu cầu của khách. Chúng ta cứ mở ra và đóng lại đẹp nhất có thể đi. Rồi tới nhà khách chơi, khách bỏ thì không sao. Nếu khách có tặng thì cũng không có bị cái gì nhé. Rồi bây giờ thì anh sẽ lấy ra đây. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Rất là đẹp nha các bạn nhé. Đôi khi làm chúng ta sẽ quên đi cái phần kích thước, mà nhiều khi vô cái phần kích thước thì cái clip nó lại quá dài. Thôi thì chúng ta cứ thử nha. Cái xe này nó có cái chiều dài là 30cm nha. Cái chiều cao tổng thể tối đa của nó là bao nhiêu? Khoảng 14cm nha các bạn nhé. Và cái chiều ngang của nó đâm đo từ hai cái lường bánh là khoảng 18.5cm. Chiếc này thuộc tầm to nhưng không quá to nha. Ở đây nó có một cái miếng nhựa để nó bảo vệ cho cái chữ tăng của nó nè các bạn ha. Rồi ở đây là cái tay điều khiển ha. Xe này là xe có dòng sống 2G4 nha, cho nên cái tay điều khiển của nó không có cây anten đâu. Những cái sống 2G4 là tay điều khiển không có anten. Còn những cái sóng mà có anten dài đó, nó gọi là sóng FM nha. Sóng FM thì cái tầm sóng nó không xa bằng và cũng không có ổn định bằng dòng sóng 2G4. Hiện nay thì nó có thêm cái dòng sóng 5G2 đó nha các bạn. Nhưng mà dòng sóng 5G2 hiện nay đa phần là người ta dùng cho những cái đồ chơi điều khiển từ xa, là hobby thôi. Hobby là hàng gọi là hàng mô hình đó các bạn nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ gắn pin vô rồi nè. Ở đây đèn nó chớp nè, nó đang dò sóng, nhưng bên này anh Phi chưa gắn pin vào cho nên các bạn sẽ không thấy rằng nó dò sóng được đâu. Bây giờ anh Phi sẽ dời cái máy vào trong chút xíu để anh Phi hướng dẫn các bạn lắp pin nha. Đây là bộ phụ kiện của nó các bạn ha. Lắp pin ở đây là lắp pin vào sạc chứ chưa phải là lắp pin vào xe. Có nhiều bạn quên đi cái khái niệm này. Trước hết chúng ta phải sạc viên pin cho đầy rồi chúng ta chơi nó mới đã. Nhiều khi về các bạn cứ nôn nóng rồi các bạn không sạc pin, các bạn để vô chơi mới có 3 phút 5 phút rồi lại hết pin nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ sạc pin. Trước hết anh Phi cần một con cốc sạc Samsung hoặc cốc sạc dòng điện thoại Android hoặc máy vi tính, không dùng cục sạc iPhone iPod để sạc nha. Đây nó có cổng USB, các bạn cắm vào là xong nha.
Các bạn cắm này vào ổ điện và nhớ là cẩn thận nha, tránh bị điện giật. Và ở đây chúng ta cắm vào viên pin, nó có một cái ngàm thanh nè, nó ngàm thanh nè, thấy không? Đây có ngàm móc, hàng này nó ăn với nhau là nó vào. Khi vào thì đèn ở đây nó sẽ sáng. Viên pin này nó có hiệu điện thế là 3.7V. Và cái gọi là cái độ lớn của nó, cái dung lượng á, 3000mAh. Cho nên là viên pin này chúng ta sạc để anh Phi xem coi chỗ này cái dung, cái cách, cái thông số nó như thế nào ha. À, cái dây cáp sạc này nó nhồi được 1 tiếng đồng hồ là 0.5A. Vậy thì thằng này 3000 rồi tính nó là 3A thì nó sạc 6 giờ nó sẽ đầy nha, 6 tiếng nó sẽ đầy viên pin này. Còn bây giờ anh Phi chỉ sạc mẫu để các bạn thấy thôi. Sau khi sạc xong thì lấy nó ra, bấm cái chốt ở đây, bấm cái đèn ở đây nè, giật nó ra nha, chứ đừng nắm hai này giật nó đứt à. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ chuyển góc máy trả lại cái chiếc xe của chúng ta, nó nằm ngay đây. Nó chớp hồi nó mệt, nó không thèm chớp nữa các bạn thấy không? Nó chơi rồi, nó chớp không được rồi nó ngừng. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ lắp viên pin ha, lật ngược chiếc xe lại. À, có một số xe thì pin nó nằm trên, có một số xe pin nó nằm dưới, thì tùy xe thôi các bạn. Cho nên là những cái câu hỏi pin nằm đâu thì phải chính xác mẫu xe nào mới biết được nha. Rồi mở nó ra nha, mở nó ra. Rồi ở đây thì nó có một công tắc on off nữa, các bạn chuyển về off nha, đừng để on. Rồi giờ cắm pin vô nè, thấy không, cái hộc pin của nó là 3.7 nhưng nó rất là to các bạn. Để nó vào cái viên pin như thế này, thường anh Phi sẽ để xéo như thế này nè nha, anh Phi để xéo như thế này. Các bạn hỏi anh Phi là nếu mà cái hộc pin này để viên pin bự, viên pin thường vô được không, pin mà pin test 4.8 á nha, được các bạn nhé, được 4.8, 3.7 nó cũng cận nhau, nó không làm cháy bo đâu, trừ khi cái viên pin của các bạn có lỗi ha. Sau khi gắn vào, sau khi gắn vào xong là nó sẽ như thế này nhé các bạn nhé. Rồi đúng ra anh Phi sẽ để chiếc xe xuống để dễ làm nha. Rồi đây nè, gắn vào nè ha, ở đây nó có cái dấu gắn cấp, đây là xong ha. Rồi chúng ta sẽ để xéo như thế này và chúng ta để gọn dây xuống để tránh tình trạng là nó gồ lên, nó đẩy cái nắp pin nha. Rồi sau khi lắp lại xong thì ok nha, lắp lại xong là ok nha. Rồi xong nha. À, chúng ta sẽ bắt một con ốc ở đây nữa là xong nha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ làm lại ha. Đó, anh Phi sẽ kích hoạt cái nút này lại nè, bấm một nút để cho nó dò sóng ha. Anh Phi mở on lên nè, nếu ở đây pin đầy đủ thì mở on lên là đèn ở đây nó sẽ đứng, thấy không? Và xe ở đây nó sẽ khởi động, nó có tiếng máy, các bạn nghe ở đây các bạn sẽ nghe. Chút xíu nữa anh Phi sẽ lắp con ốc này lại nhé. À, thôi lắp lại luôn đi nha, lắp lại luôn, về nhà chỉ việc mở lên là chơi thôi. Rồi ok. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ thử cái chiếc xe này với cái chiều nó chạy tới chạy lui, được trái được phải. Chút xíu nữa anh Phi sẽ nói thêm về vấn đề về mấy cái hạt này. Bây giờ thì chúng ta sẽ bấm để cho nó chạy tới, chạy tới bằng cách là chúng ta đẩy cái tay này nè ha, bấm là chạy ha, bấm xoay ha, à, được chưa nè, bấm là chạy tới nè ha, bấm là nó xoay nè, xoay nè ha, à, vào cái này là nó sàn nè ha, xin lỗi ha, anh Phi này quay lại được ha. Rồi sàn bên trái nè ha, sàn bên phải nè, thấy không? Rồi cái này là nút âm thanh nè, tắt âm thanh nè, thấy không? Mở âm thanh lại nè, nghe tiếng đèn nó sáng không? Tắt âm thanh nè, thấy không? Đó, đèn nó cũng sáng, thấy không? Qua ABC này là nút gọi là demo, các bạn bấm vô coi là nó sẽ tự chạy, các bạn thấy không? Ok chưa? Nhấn cái nữa nó không dừng đâu, các bạn nhấn nút âm thanh hay gì đó nó mới dừng. Ha, rồi ok. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ test cái tính năng bắn ha, tính năng bắn thì đây. Các bạn nghe thấy không? Nó bắn một lần 3 viên nha các bạn nhé. Nó bắn một lần 3 viên. Rồi bây giờ thì ở đây nó có một cái hộc nè, chúng ta nắm, chúng ta kéo ra nha, nè tắm kéo ra. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có những cái viên mẫu, viên mẫu này thực tế trong xe không có đâu, anh Phi với chị Thư phải dùng cái đạn mẫu ở cửa hàng còn á ha, anh Phi ngâm ha. Thường cái này bữa ngâm mấy tiếng thôi, ngâm 30 phút thôi nha. À, các bạn ngâm cái viên nhỏ này nè, một lần các bạn ngâm thì vừa chơi thôi nha. Các bạn ngâm khoảng 30 phút là cái kích thước nó cỡ như vậy. Anh Phi sẽ giữ luôn cái viên này với cái bịch này để về các bạn biết cái kích thước mẫu nó nha. Các bạn ngâm lớn hơn nó không bắn, và các bạn ngâm nhỏ hơn thì nó lọt ra ngoài nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ cho nó vào nha, 3 viên thôi nha, 3 viên nó bắn một lần 3 viên nha. Nhưng mà nhiều quá hay nhiều, ít quá nhiều khi nó không chạy vô trong các bạn nha. Rồi anh Phi đẩy nó vô trong rồi đây. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ cho nó cao lên chút xíu để tránh cái tình trạng là cái gốc của nó quá thấp, nó không chạy vô trong. Rồi ha, bây giờ thì anh Phi sẽ dùng cái bịch này anh Phi chặn lại nha, coi nó bắn như thế nào nha. Một nè ha, bấm bắn nè, đó thấy không, nó bắn ra đó, một viên vừa mới rớt ra đó các bạn, đó nó rồi, hai viên nữa vừa mới rớt ra luôn
ha. Với tầm đạn này nó bắn thì có khả năng bể vỡ hoặc là không vỡ nha. Anh Phi lụm lại viên đạn cho các bạn xem. Đây nè các bạn, nó bắn văng ra nè, thấy không? Đó, cái cách nó sẽ là như vậy. Còn nếu cần thì các bạn ngâm cho nó to hơn một chút xíu nữa, hoặc các bạn cứ trải nghiệm đi. Các bạn ngâm to, to hơn và to hơn nữa, các bạn xem coi cái nào bắn tốt nhất ha. Bắn ra không vỡ, và các bạn thích vỡ thì bắn ra nó vỡ. Các bạn bóp rồi nó sẽ vỡ nha, nè thấy không? Này gọi là đạn rau câu nha các bạn. Nhưng nó không phải là rau câu đâu, các bạn đừng có cho vô miệng nha. Đó, nhiều khi bán buôn, nhiều khi anh Phi cứ dặn dò vậy các bạn thấy khó, nhưng không phải đâu các bạn. Anh Phi đang lo cho cái sự sức khỏe của các bạn trong vấn đề chơi. Rồi tới đây là cũng xong rồi ha các bạn ha. Nè chạy tới nè, lấy một góc lái nè, rồi chạy tới nè, lấy một góc lái nè, rồi sàn qua sàn lại nè ha. Ok ha. Rồi ok chưa? Rồi tới đây thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở một cái clip nào đó của cửa hàng Apple nhé.